Đây là một trong số rất nhiều hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông mà chúng ta bắt gặp hàng ngày, hàng giờ khi tham gia giao thông trên đường. Hình ảnh ở những ngã ba, ngã tư luôn chật cứng xe cộ, những khuôn mặt cáu gắt, mệt mỏi, những tiếng còi xe inh ỏi lẫn khói bụi mù mịt. Tình trạng vượt đèn đỏ, tạt đầu xe, khạc nhổ, thanh niên không nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người tàn tật. Tâm lý mình không chen thì người khác sẽ chen đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt và đây còn được xem là đặc sản du lịch của Việt Nam trong mắt bè bạn quốc tế. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trung bình mỗi năm tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của 12.000 người, tương đương với thảm họa động đất ở Nhật Bản. Trong suốt chiều dài lịch sử với những biến cố thăng trầm, thủ đô vẫn giữ cho mình những nét văn hóa riêng đậm chất Hà Nội, gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông chấn vũ, canh gà thọ xương, hay chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người chẳng an. Chính vì vậy, tại nghị quyết số 15 NQTVK ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đưa ra quan điểm về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội với một số nội dung nổi bật là xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn và phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại. Theo Bộ Giao thông Vận tải, phụ nữ chiếm trên 50% dân số cả nước nhưng tỷ lệ vi phạm pháp luật an toàn giao thông rất thấp, chỉ chiếm khoảng 15%. Bởi lẽ phần lớn phụ nữ có cách giao tiếp mềm dẻo hơn, bình tĩnh hơn. Cùng kêu gọi người dân thực hiện 3 có 4 không của Bộ Giao thông Vận tải. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người không phân biệt tuổi tác, giới tính khi họ gặp khó khăn trong quá trình tham gia giao thông. Sẵn sàng cung cấp thông tin, tố giác, lên án mọi hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông với cơ quan chức năng. SAN sẻ, LAN tỏa tình yêu thương, trách nhiệm đến với mọi người. Với phương châm, muốn người khác thay đổi, bạn phải thay đổi. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Đức đã vận động hội viên phụ nữ tham gia lao động tu sửa đường giao thông, vệ sinh đường làng ngõ xóm, dọn dẹp, phát quang các con đường do phụ nữ tự quản. Một đoạn thơ viết về nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông thủ đô: anh không phải là nhà điêu khắc để tạc tượng em trên đường phố trời chiều. Anh không phải là nhà họa sĩ để vẽ hình em bằng đường nét diễn kiểu. Không tạc được tượng, chẳng vẽ nên hình, anh sẽ viết về em với cả tâm tình. Cô cảnh sát thủ đô giữ trật tự an ninh nơi ngã tư đường phố. Xin trân trọng cảm ơn đã xem hết video.